Kính mời các bạn đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Đệ Nhất Phong Quang Tiếng đàn du dương Nòng sở dương tinh nặng như nước Giống như đứng trước góc độ người thứ ba Thẳng nặng đứng xem cuộc đời mình Nhìn ký ức của đau lòng Nhìn ruột gan đứt thành từng khúc Thanh thiếu niên thiên ngoại nâu hừng cực bốc cháy Mạnh siêu nhiên áo trắng trường kiếm Tung hoành khắp nơi ra gọi thiên ngoại nâu không có nơi nương tựa tâm sơn bế quan tu liệt tiến vào tiết vân chiến hỏa ngập trời tung hoạch giang hồ giết người cướp của bắt đầu con đường độc kiếm võ tôn một đường tinh phong huyết vũ để lại đằng sau biết bao nhiêu thi thể và máu tươi bản thân mình vốn không phải người vô tình lần giết người đầu tiên nôn thốc tháo ba ngày nhưng ta không giết người người sẽ giết ta thiên hạ mênh mông dõi mắt không thấy quen chỉ có bản thân đột phá con đường máu sinh nộ. mãi cho tới ngày đó mình lại phát hiện ra một tự trúc lâm khơi gậy lên ký ức thời thơ ấu như nín quên về lại gặp bất ngờ lại gặp ngờ lại bất ngờ gặp gỡ một vị hồng y nữ tử nữ tử đó là người ra sao phong tử yêu điệu tuyệt sắc thiên hương nhu nhược yếu đuối nhưng bên trong lại ẩn dấu sự kiên cường cao ngạo lại có một chút tao nhã cao quý mới một cái động tay nhấc chân để mang theo vẻ phong tình tuyệt tình nàng tựa như cửu thiên tiên tử nàng nặng đứng trước mặt mình còn nhớ nàng đó nói chuyện xin hỏi quý vương danh tiểu thư ta họ mặc mặc khinh vũ hay tên rất hay vậy sao trong đôi mắt đẹp mà khinh vũ trượt hệt nên Việt thê Nương, thì thảo nói mẫu thân ta cũng nói nói gì Nữ như tâm mà khinh vũ nữ như tâm mà khinh vũ lúc ấy sở dương thoáng suy ngẫm nói nệ đường thật là người có tâm mm -hmm. <laughs> Chẳng bao lâu sau, sở Dương đột nhiên cảm thấy no lắng. Tự hồ có chuyện gì đó không tốt đang phát sinh. Nhớ tới mạc khinh vũ, còn mới rời đi. Tâm thần sở dương lại càng không yên. Trong tối tâm tôi, trong tâm tối, tự hồ nghe thấy mạc khinh vũ đang không ngừng hô đoá. Sở dương cứu ta. Sở dương, nòng người độc lắm. Sở dương, ta muốn gặp lại ngươi. Sở dương, ta nhớ ngươi. Thân hình sở dương nói lên biến thành một tàn ảnh đuổi theo. Lúc ấy, hắn cũng không biết vì sao mình đuổi theo, không biết mình đuổi theo vì cái gì. Nhưng sau khi nào đi hơn 10 dặm, lại phát hiện Mạc Kinh Vũ đang bị người ta vây công thương nặng. Lúc ấy, sở dương chỉ cảm thấy nòng nổ lên ầm một tiếng. Hắn cũng hiểu sông tới, có gần như mất ý chí giết sạch những kẻ đó. Tại khắc cuối cùng, khi mà khinh vũ làm trong nổ hắn, về mặt tràn đầy sự hạnh phúc trong tuyệt vọng. Sở dương, đã lâu lắm rồi, không, ngươi không ôm ta như vậy, ta thật hạnh phúc. Đừng cử động, để xem thương thế, để xem thương thế. Ta không đau, thật sự không đau. Sở dương, nếu như có kiếp sau, nếu ta còn có thể gặp được ngươi, hy vọng ngươi có thể cẩn thận nhìn ta một lần, thấy ta đêm hợp, thấy ta đẹp hơn kiếm sở dương ôm chặt ta ôm chặt ta 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 muốn muốn vĩnh viễn được người ôm như vậy sở dương có thể chết trong lòng ngươi ta rất thỏa mãn ta không tiếc nối thời khắc cuối cùng dù sao cũng gặp được ngươi nếu như có kiếp sau trong mắt người đó chăn đầy hy vọng và khao khát nhưng tất cả hình ảnh đều dừng lại một khắc đó ánh mắt của làng vẫn tràn đầy yêu thương say đắm nhìn khuôn mặt sở dương nhưng cũng không còn nét linh động những ánh mắt đó yêu thương đó lại trở thành vĩnh hằng sở dương thở ra một hơi thật dài chợt phát hiện tiếng đàn chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào giờ phút này trong đại sảnh, bất kể là ai cũng đều ngưng trọng trầm tư hoặc thở dài hoặc mi man không có nổi điểm thanh âm Cố độc hành ngồi bên cạnh sở dương, ánh mắt ướt át. Hắn cũng nhớ tới người đã trả giá rất nhiều vì mình. Cố diệu linh. Mỗi người đều có gặp gỡ của riêng mình. Một khúc nhạc này đã khiến sở dương trải qua ký ức ảm đạm của kiếp trước. nhưng thứ người khác cảm nhận được lại chính là ủy khuất phấn nộ. Một khúc luân hồi giống như một lần tẩy nễ và tịnh hóa sinh mệnh. Cho nên sở dương mới nói thiếu sót. Toàn bộ đại sảnh tính nặng, chỉ có cái nò lửa, thật lớn chính giữa đại sảnh vẫn nhảy nhót, tỏa ra vô tật nhiệt nở. Sau một hồi lâu, một tràng pháo tay như sấm mới bộc phát. Bất quá, một khúc này có vẻ chỉ nản nữa khúc. Tiểu nọc cô nương, đây là vì sao? Sở dương nhàn nhạt, hỏi. Sao bước xem, Tiếng nó cũng lập tức im lặng, không có nổi điểm thanh âm. Sở Dương vừa nói những lời này, Tiểu Lộc cô lương tựa hồ trấn kinh một chút. Sau một hồi, nâu vẫn không nên tiếng. Phía dưới lập tức vỡ ảo. Thằng nhạc quê này đến chỗ nào thế? Cảm ơn tuyệt vời như thế, mày mà dám nói là nửa đoạn khúc, không đầy đủ một thiếu niên bạch y cho nó cười nhạo, ngươi có hiểu không thế